Gói độ gần 80 triệu cho Ford Everest 2023 thì có những gì? Thì hôm nay mình sẽ quay lại chi tiết từng cái sản phẩm một cho các bạn. Đầu tiên đây này, đó là anh em đang trong quá trình dán phim gói thương gia nhé. Cái gói này thì vẫn đang được sale 20%. Đằng sau này thì bác chủ xe thường thường ấy thì nó đảm bảo tính riêng tư, nên chúng ta lấy cái mã nó tối màu. Tối màu tức là nó như thế nào? Tức là chúng ta nhìn ở bên ngoài không thể nhìn vào bên trong được, nhưng bên trong chúng ta nhìn ra bình thường. Còn khi dán ấy thì chúng ta dán ở bên trong nhé. Chỉ là anh em đang ở bên ngoài để anh em cắt phim theo chuẩn của kính thôi. Đấy, quy trình làm rất là tỉ mỉ. Phải cho vào phòng kín luôn, bật điều hòa để dán nhé. Đấy, chuẩn của hãng luôn. Đấy, chiếc tiếp theo, cái sản phẩm tiếp theo này mà Ford Everest lên này, đó chính là đây này, các bạn thấy nhé, cái nét nội thất này. Đấy, cái bản này trước đó là đã có nét nội thất rồi, nhưng mà nó không chạy đuổi như thế này. Bác chủ xe bỏ ra và lắp một cái mã V3. Đấy, 18 chi tiết chạy đuổi. Đấy, đầu tiên này, ở vị trí táp đi cửa này. Đấy, tay mở cửa này. Đấy, hộc để đồ này. Ở tắp nô này. Đấy. Ở dưới chân người lái này cũng có nhé. Các bạn thấy này. Đấy. Đấy là về phần trang trí. Tiếp theo ấy là về phần sàn đây này. Đấy, bác chủ xe tiếp tục chọn cái mã thảm sàn 360 Diamond của hãng Lavo. Đấy, cái mã này thì mình với Ford Everest thì là best seller luôn. Tất cả các khách hàng khi đã xem qua mã này đều lựa chọn luôn. Và tất nhiên là cái giá thành nó sẽ cao hơn so với các mã khác. Và cái màu này, cái tông màu khách hàng rất là thích cái màu đen. Còn cũng có tùy anh em có thể làm phối được. Đấy. Tiếp theo đây này, đó là về cái về phần giải trí ấy. Ở trên màn hình ấy thì bác chủ xe có trang bị một cái bộ Android Book của hãng Ztech luôn. Đấy. Đấy, Ztech này. Chúng ta chỉ cắm vào là xong thôi. Và tất cả các khách hàng đều lựa chọn cái mã DX14 Pro. Mã này RAM 8 là 128, giá là 10.500, nó đắt nhất thôi. Nhưng mà được cái cấu hình nó khủng nhất. Xe này chúng ta còn phải dán cửa sổ trời nhé. Về vị trí âm thanh nhé, thì ở bên mình làm quá là nhiều rồi. Đầu tiên đây này, là về cái loa trung tâm này. Đấy, trước đó là bị hãng cắt đi, thì bây giờ bác chủ xe có dán lại, à còn lắp lại. Đấy, và nó có dưỡng loa. Đấy, loa này thì chúng ta có thể là lựa chọn JBL hoặc là cao cấp. Anh em có tiền thì anh em đa phần là chọn cái dòng mút quay 2,2 triệu một quả. Đấy, và kèm theo cái dưỡng loa này là 900.000. Đấy. Còn về vị trí đằng sau ấy thì bác ấy tiếp tục lên hai cái loa ở cột D này. Hai cái loa cột D tức là ở vị trí nào? Đây. 1 này. 2 này, đấy. Chỗ này ấy, thì cũng bị hãng cắt đi. Đấy nên chúng ta tiếp tục đặt vào đây hai quả. Đấy cũng lấy của Mudway luôn, 2,2 triệu một quả. Đấy. Chưa hết nhá. Ở trong cái phần này này, đấy có màng loa này thì đây là nơi để đặt cái mã súp zin, thì mình sẽ chèn video thêm cho các bạn. Đấy. Và thằng súp zin này này thì bác chủ xe lựa chọn cái mã Audition. Đấy, kết hợp với một quả âm ni là 18 triệu. Ngoài ra xe này còn lắp thêm một quả DSP Mudway D1S giá 6 triệu nữa. Đấy. Thì chúng ta có một dàn âm thanh rất là hay. Đấy. Nói chung là Ford Red thì bên mình làm quá là nhiều đồ luôn. Đấy. Về phần đầu xe này. Đấy. Thì bác chủ xe có trang bị cho mình một cặp bi gần. Đấy, à con xe này chưa lắp nhé, đang chờ dán phim xong thì chúng ta phải lắp bi gầm nhé. Đây là bi gầm với vòng Ford Everest ấy, thì chúng ta lắp cái mã 3.0 inch zin luôn, à quên 2.0 chứ. Đấy, anh em có thể là chọn thôi, một là một chế độ màu thì anh em có thể lấy Bitech Ford 2.650, ba chế độ màu thì anh em lấy thằng V8 3.9 bảo hành 3 năm. Thời gian anh em có thể lắp thêm một cái bộ cam hành trình này. Rất là nhiều xe đang làm. Ngoài ra này, đằng sau đây này là một chiếc Ford Territory nữa nhé, cũng đang dán phim. Ford thì bên mình quá là chuyên luôn. Anh em có nhu cầu thì qua ủng hộ anh em Trung Auto nha. Rất là nhiều các chương trình khuyến mại. Đấy. Ví dụ phim đang được sale 20%.
quá đẹp luôn. Đấy. Mọi người nhớ ủng hộ mình làm các video tiếp theo, hãy cho mình xin một like và subscribe kênh của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.